Kính chào quý vị khán giả, đã nhiều lần trong các chương trình Góc nhìn văn hóa, chúng tôi đề cập đến việc người nổi tiếng hay là người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội quảng cáo cho các sản phẩm hay là dịch vụ không đảm bảo chất lượng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục nói về một vấn đề đang gây bức xúc với người dùng mạng xã hội. Đó là việc một số người nổi tiếng hay những người có sức ảnh hưởng đang bị nghi vấn là quảng cáo cho những dịch vụ ứng dụng vi phạm pháp luật. Từ đầu tháng 3, báo chí và người dùng đã lên tiếng trước nghi vấn những người nổi tiếng, những KOC, KOL đang quảng cáo cho một ứng dụng cá độ trực tuyến. Trong họp báo của Bộ Thông tin và Truyền thông vào đầu tháng 3 vừa qua, vụ việc một ca sĩ nổi tiếng nghi vấn tham gia quảng bá cho một ứng dụng cá độ được nhắc đến. Trước đó, trên trang cá nhân của ca sĩ này đã chia sẻ đoạn video anh ta mặc chiếc áo thi đấu của đội bóng có in logo nổi của web cá độ trực tuyến. Trên một trang web bằng tiếng Việt có ghi ứng dụng này cũng có dòng chữ nhờ chuyến thăm của anh ta mà hình ảnh nhà cược đã được phổ biến rộng rãi hơn đến với người cá cược châu Á, nhất là tại Việt Nam. Sau đó, đại diện ca sĩ này lên tiếng hình ảnh của mình đã bị trang cá độ sử dụng trái phép. Cuối tháng 3 thì báo chí và mạng xã hội lại lên tiếng trước việc hàng loạt những TikToker với cả triệu lượt theo dõi đã đăng tải clip nhảy múa khi đang mặc chiếc áo của đội bóng có in logo nổi bật của web cá độ này. Trên tài khoản của ứng dụng này cũng đăng tải hình ảnh các người có sức ảnh hưởng xuất hiện với chiếc áo có in logo. Ở dưới phần chú thích có dòng chữ lớn nhất, uy tín nhất, kèm hashtag là tên ứng dụng cá độ. Thậm chí một nữ TikToker còn tham gia vào một sự kiện với tên gọi là cổ vũ cho đội bóng, nhưng trong clip thì logo của ứng dụng cá độ này xuất hiện dày đặc. Khi báo chí phản ánh, người dùng lên tiếng phản đối thì một số chủ tài khoản đã âm thầm xóa toàn bộ các clip mặc áo có logo của ứng dụng cá độ. Còn ca sĩ nổi tiếng thì lên tiếng rằng mình hoàn toàn không quảng cáo cho ứng dụng này, cũng như không biết gì về việc đây là ứng dụng cá độ. Thế nhưng người dùng mạng xã hội và các chuyên gia quảng cáo lại không nghĩ như vậy. Những đoạn clip xuất hiện logo này xuất hiện với tần suất nhiều trên mạng xã hội trong khoảng thời gian. Và với những người dùng, không khó để họ nhận ra đây là quảng cáo gì. Tại vì em nhìn nhiều cho nên là em sẽ biết được là đấy là app quảng cáo của cờ bạc. Tại vì bạn bè em cũng có một số người kiểu chơi chơi ấy. Thế cho nên là em cũng biết khi một người có sức ảnh hưởng quảng cáo những cái thứ đấy thì nó sẽ được lan truyền rất là nhanh và rộng rãi ấy. Kể cả những mấy em kiểu học cấp 2, cấp 1 có khi là cũng biết đến những cái thứ đấy ấy. Họ không thể nào mà phủi bỏ được hết tất cả mọi trách nhiệm của họ. Tuy là họ không nói ra là họ quảng cáo hay là marketing cho những cái thương hiệu đó, nhưng mà họ lại dám một cách gián tiếp thì họ lại đem đến những cái hình ảnh về những cái brand mà họ quảng cáo. Trên một tài khoản mạng xã hội có tên gọi tương tự như ứng dụng cá độ, đăng tải hình ảnh của những người nổi tiếng đang mặc trang phục đội bóng có logo. Đi kèm với đó là từ khóa và tên gọi của ứng dụng này. Và chỉ cần gõ tên vào thanh tìm kiếm là sẽ hiện ra ngay trang web cá độ với các lời mời gọi và hướng dẫn cách tạo tài khoản chi tiết. Theo các chuyên gia quảng cáo, rất khó để việc một người nổi tiếng nhận lời quảng cáo hay mặc đồng phục có logo mà không biết thương hiệu có ý nghĩa gì. Tuy nhiên, cách thức truyền tải theo hình thức này lại rất tinh vi và gây khó cho cơ quan quản lý. Và nếu cái người nổi tiếng đó mà họ nói họ không biết ấy, ở đây hiện nay bây giờ chúng ta là không gian mạng, chúng ta bây giờ là thượng tôn pháp luật. Không có cái khái niệm nào là bảo tôi không biết luật cả. Trước đây thì có thể, nhưng hiện nay là cơ quan báo chí và tất cả cộng đồng đều lên tiếng rất nhiều về vấn đề đó. Và ai cũng biết điều đó, và chắc chắn rằng họ cũng đã phải suy nghĩ về điều này. Trước đây thì nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cũng đã rơi vào những sự vụ liên quan đến quảng cáo trá hình ứng dụng cờ bạc như thế này. Vào năm 2021 thì cộng đồng mạng đã xôn xao về thông tin một cựu tiền đạo tuyển Việt Nam xuất hiện để quảng cáo cho một ứng dụng cá cược trái phép. Hình ảnh cựu tiền đạo này xuất hiện nhiều lần trong các đoạn video quảng cáo của ứng dụng. Trong một đoạn video, cầu thủ xuất hiện và nhảy múa trong màu áo in logo của ứng dụng này và nhiều lần khẳng định đây là lựa chọn của mình. Vào năm 2022, một vài ca sĩ, diễn viên cũng bị báo chí nghi ngờ là đang quảng cáo cho các ứng dụng tương tự. Cụ thể là vào tháng 7, nhiều nghệ sĩ Việt Nam đăng tải loạt bài cho biết là được mời sang Hàn Quốc xem trận đấu giao hữu giữa Tottenham Hotspur và các ngôi sao của Korean League. Hàng loạt diễn viên, ca sĩ, nghệ sĩ Việt Nam đã chia sẻ hình ảnh vui chơi trong chuyến đi. Và đi kèm với các bài đăng là từ khóa tên gọi của các ứng dụng cá độ và lời cảm ơn, đích danh dành cho ứng dụng.
Tại Việt Nam thì hành vi cờ bạc cá độ dưới bất kỳ hình thức nào đều là vi phạm pháp luật, nên các loại hình này đều bị cấm quảng cáo theo khoản 1 điều 7 Luật Quảng cáo năm 2012. Mức phạt cho hành vi này có thể là phạt tiền cho đến phạt tù. Tuy nhiên, có một thực tế là hiện nay việc quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội đang diễn ra rầm rộ với nhiều hình thức tinh vi, khó quản lý. Anh Tuấn Ngọc hiện đang phụ trách một công ty quản lý các nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Công ty này cũng thường xuyên nhận được những lời đề nghị quảng cáo của các nhãn hàng, không ít trong đó là những ứng dụng vi phạm pháp luật. Cái tần suất mà nhận được những cái lời mời như này là không hề ít, rất là nhiều. Thường là chúng tôi sẽ có những cái cảnh báo trước. Mà khi các bạn làm một nhà sáng tạo nội dung tự do thì đôi khi là các bạn không qua bất cứ một quy trình nào cả. Kể từ những cái khâu nhận booking từ các nhãn hàng, cho đến những cái khâu sản xuất, cho đến cả những khâu chăm sóc khách hàng của các bạn luôn, thì các bạn cũng tự làm hết. Bởi vậy nên là cái việc thiếu sót của bạn là điều đương nhiên. Có thể thấy là thị trường quảng cáo trên mạng xã hội, nhất là những quảng cáo trá hình cho những loại hình vi phạm pháp luật vẫn đang diễn ra phức tạp. Và không phải lúc nào các công ty hay những nhà sáng tạo nội dung cũng đủ bản lĩnh để từ chối lời mời chào quảng cáo với cái giá hấp dẫn. Còn về phía cơ quan quản lý thì tại buổi họp báo của Bộ Thông tin và Truyền thông, đại diện Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử khi nhắc đến vấn đề này cũng cho biết, việc những người nổi tiếng quảng cáo trá hình với các hình thức tinh vi là chuyện không mới và quy trình xử lý thì đang gặp nhiều khó khăn. Đây một thời gian thì cũng có một số nghệ sĩ và cũng có những cái hình thức quảng cáo trá hình. Ví dụ như mặc cái áo ở trước ngực có một cái dòng chữ, nhưng mà nhìn cái dòng chữ đó thì người ta có thể liên tưởng đến một cái đường link của một trang web cờ bạc. Chỉ có điều là có những cái vi phạm nó rõ thì chúng ta xử lý được, nhưng mà có những cái mà họ cũng có cố tình họ lắp mà chúng ta cũng chưa rõ ràng, chưa chứng minh được thì cũng sẽ có những cái biện pháp xử lý khác bên cạnh việc nhắc nhở. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đang xây dựng dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quảng cáo. Trong đó thì có bổ sung thêm nhiều quy định nhằm ngăn ngừa các hình thức quảng cáo trá hình. Nhưng trong khi chờ đợi luật đi vào thực tế thì ngay từ bây giờ có một biện pháp rất hiệu quả, đó là sức mạnh của người dùng, không xem, không chia sẻ và nhấn nút báo cáo xấu trên mạng xã hội. Mà hiện nay có sức mạnh rất là lớn, đó là sự hưởng ứng hoặc phản đối của cộng đồng xã hội. Khi mà cộng đồng thấy rằng hành vi đó nó quá lố bịch thì người ta sẽ tẩy chay, tăng cường vấn đề tuyên truyền, mà đặc biệt là cơ quan báo chí chính thống, để cho người dân, cộng đồng người ta hiểu được rằng thế nào là những cái hành vi lách luật, thế nào những hành vi trá hình. Vâng, ngay khi những TikToker nổi tiếng kia đăng tải các đoạn quảng cáo cho trái phép thì họ đã nhận được rất nhiều những bình luận lên án gay gắt của người dùng, yêu cầu báo cáo sai phạm hoặc là bỏ theo dõi. Có thể thấy là người dùng đang ngày càng tỉnh táo trước các chiêu trò quảng cáo sai phép. Và khi người dùng từ bỏ thì đồng nghĩa với những lợi ích về kinh tế cũng sẽ theo đó mà ra đi. Và đây cũng là lời cảnh báo cho những người đang lợi dụng sức ảnh hưởng để quảng bá cho các sản phẩm vi phạm pháp luật. Chương trình Góc nhìn văn hóa tới đây xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.